mến chào các bạn hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai từ chia sẻ và chia sẻ trước hết chia sẻ chia sẻ là cùng chia với nhau để cùng chịu hoặc cùng hưởng thí dụ chia sẻ vui buồn chia sẻ một phần trách nhiệm thứ hai chia sẻ chia sẻ là chia thành nhiều mảnh làm cho không còn một khối nữa thí dụ chia sẻ lực lượng chia sẻ chiếc bánh như vậy chia sẻ hướng tới sự đồng hành giúp đỡ thiên về phương diện tinh thần còn chia sẻ chỉ là chia tách một cách đơn thuần chủ yếu ở phương diện Vật chất. Chia sẻ và chia sẻ cùng là động từ. Có nghĩa gần giống nhau nhưng cách dùng khác nhau. Tùy vào ngữ cảnh mà chúng ta sử dụng từ chia sẻ hay chia sẻ. Các bạn thân mến, tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ dao động hay dao động mến chào tạm biệt các bạn